kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng đột xuất cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt được đối tượng vận chuyển khối lượng ma túy lớn vào địa bàn tỉnh. Đảng bộ xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ tăng cường các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Huyện Mường Tè đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo. Cách đây 75 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Cách mạng tháng 8 thành công. Sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân phong kiến, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 75 năm qua, phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc, của sức mạnh Việt Nam, của tinh thần, bản lĩnh, ý chí và sức mạnh trí tuệ Việt Nam. Cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đảng bộ và nhân dân các dân tộc đã và đang phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để Lai Châu phát triển toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 8, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến động viên khen thưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bắt được đối tượng vận chuyển khối lượng ma túy lớn vào địa bàn tỉnh. Ngày 10 tháng 8, qua công tác nghiệp vụ trinh sát, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn tỉnh. Sau khi báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án 820D, kết hợp với lực lượng công an điều tra tội phạm về ma túy, công an các huyện thành lập tổ công tác tiến hành triển khai tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Đến 16 giờ 30 phút tại km số 37+600 quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tổ công tác đã kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 27B00434 tuyến Điện Biên Lai Châu, Lào Cai, phát hiện và bắt giữ hai đối tượng Mùa Á Dính sinh năm 1997 và Hàng A Khoa sinh năm 1981 cùng trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 8 bánh heroin có trọng lượng 2,72 kg và một số vật chứng có liên quan, được hai đối tượng vận chuyển thuê với giá 50 triệu đồng. Ngay sau khi chuyên án được phá, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương Phòng Cảnh sát Giao thông nói riêng, lực lượng công an tỉnh nói chung nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân. Đồng chí đề nghị công an tỉnh tiếp tục nắm chắc địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới. Sáng ngày 12 tháng 8, công an tỉnh tổ chức lễ khánh thành và gắn biển trụ sở làm việc tiểu đoàn cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ công an tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình trụ sở tiểu đoàn cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh được xây dựng tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu với tổng mức đầu tư là 63 tỷ đồng, gồm các hạng mục: nhà làm việc 3 tầng cấp 3, nhà doanh trại, cán bộ chiến sĩ, hai nhà khách, một nhà tập luyện võ thuật và các công trình phụ trợ khác. Công trình được khởi công tháng 11 năm 2018 do Công ty Cổ phần Thăng Long và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện máy Tia sáng thi công. Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình, nhưng với nỗ lực của các đơn vị thi công, công trình đã được hoàn thành vượt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng kiến trúc xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế. Công trình hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện làm việc, học tập, rèn luyện cho 250 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động. Thưa quý vị, Huyện ủy Tam Đường vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội, đảm bảo theo đúng thời gian kế hoạch đề ra. Văn kiện đại hội được các chi đảng bộ chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, xây dựng đề án nhân sự có cơ cấu hợp lý, chương trình đại hội được xây dựng chi tiết cụ thể và phân bổ thời gian hợp lý. Kết quả đại hội, đến hết 31 tháng 5 năm 2020, 100% chi đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội trước một tháng so với kế hoạch đề ra. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Tam Đường được tổ chức từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện đã bầu được 35 cấp ủy viên và 20 đại biểu chính thức đi dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc Bộ và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố về kế hoạch vận chuyển hành khách nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày 12 tháng 8 đến khi có thông báo mới. Đối với lĩnh vực hàng không, tiếp tục tạm dừng các chuyến bay chở khách trên các đường bay nội địa đến đi từ Đà Nẵng, giảm tối đa hoặc tạm dừng các chuyến bay đi đến sân bay Chu Lai, Quảng Nam. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam bố trí các chuyến bay hỗ trợ các du khách đang ở lại Đà Nẵng trở về địa phương thực hiện theo công văn số 7703 của Bộ gửi ngày 6 tháng 8, không hạn chế khai thác với các chuyến bay không vận chuyển hành khách. Với lĩnh vực đường bộ, dừng hoạt động vận chuyển các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, hoạt động vận tải của xe khách hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt đến và đi và trong Đà Nẵng. Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ, chống dịch, nhu yếu phẩm, xe cung cấp thức ăn, hàng hóa. Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt có hành trình qua Đà Nẵng thì không được dừng đỗ tại Đà Nẵng để đón trả khách. Với lĩnh vực đường sắt, tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách xuất phát và kết thúc tại ga Đà Nẵng. Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh khai thác bình thường nhưng không được đón trả khách tại ga Đà Nẵng. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Bộ yêu cầu dừng các chuyến tàu chở khách từ bờ ra đảo có điểm đi đến là Đà Nẵng trừ trường hợp đặc biệt. Tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tuyến biên giới, duy trì 64 trên 187 cán bộ chiến sĩ chốt chặn trên tuyến biên giới khu vực cửa khẩu, đường mòn lối mở, có thể qua lại, xuất nhập cảnh trái phép. Bộ đội biên phòng tỉnh vừa thành lập thêm 6 chốt chặn cố định tại các tuyến từ nội địa đi vào khu vực biên giới thuộc địa bàn các đồn biên phòng Xin Suối Hồ, Giào San, cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ và đồn biên phòng Ca Lăng, huyện Mường Tè. Các chốt chặn này sẽ phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện, các xã tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian qua, Đảng ủy xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn quan tâm, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng để mỗi đảng viên thực sự là tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Nậm Mạ là xã cách xa trung tâm huyện, giao thông đi lại khó khăn. Việc thành lập các chi bộ ở các bản là sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ xã. Hiện Đảng bộ xã có 8 chi bộ với 128 đảng viên. Việc phát triển đảng viên ở các chi bộ cơ sở thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn. Ở một số chi bộ, nguồn kết nạp còn hạn chế do đội ngũ thanh niên đa phần đi làm xa, một số thì chưa thực sự tâm huyết tham gia các hoạt động tại địa phương. Đứng trước những khó khăn thách thức đó, Đảng bộ đã xác định việc làm cần thiết và cấp bách đó là nâng cao nhận thức, ý thức của quần chúng nhân dân, nhất là đội ngũ đoàn viên, phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua, tạo cơ hội cho các đoàn viên thanh niên được thể hiện và cống hiến, qua đó phát hiện những quần chúng tiêu biểu để bồi dưỡng kết nạp đảng. Đối với công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ xã thì từ khi mà thực hiện cái nghị quyết và cái kế hoạch của huyện ủy, nghị quyết của tỉnh ủy và những kế hoạch của huyện ủy thì đảng bộ cũng đã bám sát vào những cái tình hình thực, bám sát vào cái văn bản của cấp trên và cũng nắm bắt thực tế về địa phương từng chi bộ một. Thì đảng bộ cũng đã quan tâm đến đảng ủy quan tâm đến những cái chi bộ mà có ít đảng viên, mà cái đặc biệt là những chi bộ mà không có đảng viên là nữ, thì đến nay thì cơ bản thì cũng đã được đáp ứng theo cái nghị quyết mà đảng bộ đề ra, mà cũng đã xây dựng cái kế hoạch, các cái nghị quyết để thực hiện cái nội dung nghị quyết về chuyên đề về cái nội dung phát triển đảng.
Chi bộ bản Hủy Ca hiện có 32 đảng viên. Để phát triển đảng viên mới, chi bộ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, chi bộ thực hiện tốt quy chế dân chủ, lựa chọn quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng để tạo nguồn kết nạp. Chi bộ mình đã cử các đồng chí đảng viên đến từng hộ gia đình để vận động bà con thay giống mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Với những nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ, những năm qua công tác phát triển Đảng ở Nậm Mạ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên. Trung bình hàng năm Đảng bộ xã Nậm Mạ kết nạp được 9 đảng viên mới, đạt 100% nghị quyết, không còn bản trắng đảng viên. Đảng bộ có 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thưa quý vị, thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Lai Châu cho biết, từ đêm qua ngày 11 tháng 8 và ngày hôm nay, ngày 12 tháng 8, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000 mét, nên tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to rải rác, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được sau 19 giờ ngày 11 tháng 8 đến 13 giờ ngày 12 tháng 8, phổ biến từ 20 đến 60mm, có nơi mưa rất to như Nậm Giàng 105mm, Nậm Hàng 93mm. Hiện nay vùng hội tụ gió lên đến 5.000m đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Và dự báo đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của hình thế trên, nên tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Trong cơn dông, đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trước tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, mưa lớn gây lũ và sạt lở đất đá có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào, Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo các xã tuyên truyền vận động, hỗ trợ nhân dân di chuyển ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Huyện cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân đã di chuyển đến nơi ở mới sau khi nghiệm thu nhà đảm bảo yêu cầu. Trong năm 2019, đã nghiệm thu thanh toán cho 91 hộ với tổng số tiền là 2 tỷ 186 triệu đồng và tạm ứng cho 27 hộ ở bản Nậm Kinh, xã Căn Co với tổng số tiền là 270 triệu đồng. Năm 2020, đã nghiệm thu thanh toán cho 7 hộ với tổng số tiền 140 triệu đồng và tạm ứng cho 33 hộ bản Nậm Kinh, xã Căn Co với tổng số tiền là 330 triệu đồng. Từ năm 2016 đến nay, các cấp có thẩm quyền đã tổ chức thực hiện được trên 660 cuộc thanh tra. Qua kết luận thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền là 85,5 tỷ đồng và gần 300.000 m2 đất, kiến nghị kiểm điểm xử lý hành chính 99 tập thể, 266 cá nhân. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp các ngành quan tâm thực hiện theo đúng quy định với trên 5.400 lượt tiếp từ năm 2016 cho đến nay, tiếp nhận trên 6.500 đơn. Ngoài ra, 44 vụ việc khiếu nại tố cáo được các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết, tỷ lệ giải quyết đạt 100%, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện. Từ đầu năm đến nay, huyện Tam Đường đã tổ chức 12 lớp đào tạo nghề cho 355 học viên, đạt 44% kế hoạch, tuyên truyền giới thiệu việc làm cho 626 lao động làm việc trong nước, đạt 60,77% kế hoạch và một lao động đi làm việc ở nước ngoài, phối hợp với công ty Babine của Việt Nam tạo việc làm thêu tay tại nhà cho 21 lao động trên địa bàn với hơn 3.800 sản phẩm, trị giá công trên 100 triệu đồng. Về công tác giảm nghèo được huyện triển khai tích cực, tính đến tháng 7 đã triển khai thực hiện mô hình trồng cây rong giềng với diện tích 9,2 ha cho 35 hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo tại xã Sơn Bình. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu trao tặng 27 TV, 12 đài radio cho 39 hộ nghèo thuộc các xã Tả Lèng, Bản Bo, Bản Hòn và Khôn Há. Thưa quý vị, nhằm đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian vừa qua, huyện Mường Tè đã triển khai nhiều giải pháp tích cực phù hợp với thực tế của địa phương. Đến nay, chất lượng cuộc sống của người dân và diện mạo nông thôn của huyện ngày càng có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 5 đến 6%. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2019 đạt 23,85 triệu đồng một người trên một năm. Những năm trước đây, bà con bản Tá Bạ, xã Tá Bạ chủ yếu sống phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước. Việc gieo trồng các loại cây lương thực như ngô, sắn còn rất ít nên tình trạng thiếu đói vẫn thường xuyên diễn ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, chi bộ bản đã vận động nhân dân phát triển chăn nuôi bò sinh sản, mở rộng diện tích sản xuất cây lương thực, cùng với đó làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ rừng. Cho đến nay thì đời sống của người dân đã dần ổn định, không còn tình trạng du canh du cư đi nơi khác, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, con em được đến trường và nhà nhà tập trung phát triển kinh tế ngày một đi lên. Gia súc như trâu bò đấy,
đặc biệt là châu bò với dê là trên địa bàn bạn là cũng phát triển so với trước đây, bởi vì hàng năm ấy trên địa bàn xã là riêng về phía châu bò là đạt so với kế hoạch của huyện giao. Còn một cái chương trình của dê nữa, dê đặc biệt là chỗ bằng Nhung Pô ấy, dê là cũng rất là phát triển bởi vì nó hợp khí hậu với địa bằng. Với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, tỷ lệ hộ nghèo xã Tá Bạ giảm từ trên 90% sau chia tách xuống còn 72%. Nhân dân đoàn kết, đồng lòng xây dựng kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Thứ nhất là đối với Đảng bộ xã Tá Bạ là cái quan trọng nhất để ổn định dân cư, sắp xếp ổn định dân cư là một trong những chương trình trọng tâm. Thứ hai nữa là về vấn đề ngăn chặn về vấn đề thực hiện cây nghĩa. Thứ ba là tập trung phát triển về cây dược liệu. Thứ tư là tập trung xây dựng nông thôn mới. Đến nay là xã cũng đã chủ động là đưa giống mới để cho nhân dân có áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm thế nào đảm bảo cái an lương thực tại chỗ trên địa bàn. Để đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo, huyện Mường Tè đã tập trung phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương, trong đó tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời lồng ghép các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước như chương trình 30A-135, quyết định 29 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề án phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã biên giới với tổng mức hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn hộ dân được thụ hưởng. Cho đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 36,06%, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,83 triệu đồng một người một năm, đạt 104% nghị quyết đại hội. Trong những năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chỉ đạo các xã thành lập các địa bàn chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Bên cạnh đó cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt các cái nhiệm vụ như là tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cái công tác hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ giống, hỗ trợ cây trồng vật nuôi, rồi là tổ chức thực hiện các cái chính sách có lĩnh vực nông nghiệp cũng như là chương trình 30A, chương trình 135 có hiệu quả. Với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân, vùng đất nghèo nơi biên cương Tổ quốc đang ngày càng khởi sắc. Kinh tế phát triển đã thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển theo. Đến nay, 13 trên 13 xã của huyện Mường Tè đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở, 9 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Bản sắc văn hóa được khôi phục, giữ gìn, công tác an ninh quốc phòng được giữ vững. Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ huyện Mường Tè đặt ra các mục tiêu tổng quát, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng lên 32 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 5% một năm. Thưa quý vị, hiện nay thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển gây bệnh, nhất là đối với trẻ em khi cơ thể chưa hoàn thiện, sức đề kháng yếu, trong đó phải kể đến bệnh tay chân miệng. Và để phòng chống dịch bệnh này cho trẻ, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đã chỉ đạo trạm y tế các xã thị trấn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự. Để tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng cho trẻ, thời gian qua ngoài công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Thổ còn lồng ghép tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh như ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đồ chơi trẻ nhỏ được vệ sinh hàng ngày. Khi trẻ bị ốm cần đến cơ sở y tế khám điều trị kịp thời. Tôi cũng đã được các bác sĩ tuyên truyền rõ về bệnh chân tay miệng, cho nên là khi con mà có biểu hiện của ốm hay gì thì tôi cũng khẩn trương đưa con tới bệnh viện để khám và kiểm tra. Trước tình hình bệnh tay chân miệng đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước trong thời điểm giao mùa, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đã chỉ đạo trạm y tế các xã thị trấn thực hiện các biện pháp chuyên môn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh. Nhận định trẻ dưới 6 tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh tay chân miệng, các trạm y tế trên địa bàn huyện đã tăng cường truyền thông các biện pháp phòng chống bệnh, nhất là tại các trường mầm non. Nhờ đó, các trường học đã chủ động phòng chống dịch bệnh cho trẻ bằng việc thường xuyên vệ sinh trường lớp, bố trí xà phòng, nước sạch, rửa tay cho học sinh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận ca bệnh tay chân miệng nào. Qua công tác tuyên truyền với quần chúng nhân dân về bệnh cụ thể là bệnh tay chân miệng,
đó là đây là mùa hè, cũng là cái thời điểm mà cái dịch bệnh nó khởi phát. Thì cái thứ nhất tuyên truyền đến người dân là mình phải cho họ biết bệnh đấy là biểu hiện như thế nào, mức độ nó nguy hiểm ra làm sao. Thứ hai là điều trị và phòng tránh như thế nào. Thì cái đấy thì dùng những cái từ nó dễ hiểu nhất đối với quần chúng nhân dân. Thường thì chúng tôi sẽ là tuyên truyền với, trong tôi hoạt động trong phạm vi điều trị, thì chúng tôi sẽ là tuyên truyền ở những bệnh nhân nằm trong khoa là chủ yếu. Theo khuyến cáo của các y bác sĩ, bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ và rất dễ lây nếu vệ sinh không đảm bảo. Khi có các dấu hiệu như sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng, da chủ yếu ở dạng phỏng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối và mông, người nhà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Hầu hết các ca bệnh đều diễn biến nhẹ, tuy nhiên ở một số trường hợp, bệnh có thể diễn biến nặng và dẫn đến tử vong. Vì vậy, các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Đối với các trẻ nhiễm bệnh, cần tiến hành cách ly để tổ chức khám và điều trị kịp thời, không để phát sinh thành ổ dịch. Thưa quý vị, với suy nghĩ, làm giàu bằng chính đôi bàn tay khối óc của mình, sau nhiều năm tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Hùng, bản Hưng Phong, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, đã quyết định gắn bó với cây chè, coi đây là hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế của gia đình. Với ý chí nghị lực và sự chăm chỉ, cách làm việc khoa học, anh được đánh giá là một trong những gương điển hình tiên tiến trong phong trào làm kinh tế giỏi và đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của địa phương. Phóng sự sau sẽ thể hiện nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi mới lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng anh cũng gặp không ít khó khăn bởi kinh tế của gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Không khuất phục trước hoàn cảnh, sau khi có chủ trương phát triển vùng chè của tỉnh, anh đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng, thuê và mua những diện tích đất kém hiệu quả của bà con trong vùng, đầu tư trồng 6,5 hectare chè. Đến nay toàn bộ diện tích chè của gia đình đã cho thu hoạch. Năm 2019, gia đình anh thu được trên 55 tấn chè búp tươi, trừ chi phí anh thu về gần 400 triệu đồng. Năm 2012 thì ở xã mới là bên huyện có cho trong đây chuyển đổi mục đích cây trồng, thì chuyển từ đất bỏ hoang và sang cây công nghiệp lâu năm, thì chuyển sang chè chất lượng cao, thì trước gia đình tôi cũng có tầm 1 hắt. Do quanh đây thì cũng rất là nhiều đất bỏ hoang, nhưng vấn đề là bà con họ không sử dụng, không trồng, thế cho nên là họ chuyển nhượng lại cho gia đình tôi. Tổng bây giờ thì rơi tầm 6 hắt, hơn 6 hắt chè bây giờ vào kinh doanh. Ngoài trồng chè, anh Hùng còn trồng sen mắc ca, mở thêm nghề kinh doanh phân bón và sửa chữa xe máy để tăng thu nhập cho gia đình. Mô hình kinh tế của anh đã tạo điều kiện công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động và 20 lao động thời vụ với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Năm tới trở đi thì tôi thì có năng là vẫn mở rộng thêm cái lĩnh vực là về cái lĩnh vực nông nghiệp là một, thứ hai là thêm thủ ở nhà, những thời gian ở nhà thì mở thêm cái cửa hàng sửa xe và để thêm thắp vào cái cuộc sống cho các cháu học hành nọ kia và trang trải cuộc sống cho gia đình. Không bằng lòng với những thành quả của mình, anh còn tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi để học hỏi kinh nghiệm áp dụng vào thực tế. Chính tinh thần ham học hỏi ấy mà mô hình kinh tế gia đình của anh luôn phát huy được hiệu quả. Cho anh Hùng là ở bản Hưng Phong là thì anh đã nêu cao được cái tinh thần trách nhiệm cùng với lại gia đình và đi đầu trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Và đặc biệt là từ năm 2011 đến nay thì khi mà các cái chính sách của tỉnh, của huyện đầu tư để phát triển, chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng thì gia đình anh là một gia đình tiên phong trong cái lĩnh vực là phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Thế còn đối với xã hội thì anh là một cái công dân tốt, sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với lại bà con núi xóm. Ngoài ra, anh còn nhiệt tình hướng dẫn cho nhiều hộ gia đình, thanh niên khác ở bản cách làm kinh tế để thoát nghèo với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Anh Nguyễn Văn Hùng tiếp tục mở rộng mô hình kinh tế của gia đình, tạo nhiều công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho lao động tại địa phương. Anh vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành trao tặng do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm qua.